Tạm gác lại bao lo toan bận rộn của công việc mưu sinh, anh Trần Ngọc Trường tranh thủ những ngày cuối năm Tân Sửu để cùng với vợ con trang hoàng nhà cửa đón năm mới Nhâm Dần. Với anh, việc này rất ý nghĩa, không chỉ làm cho ngôi nhà thêm sung túc mà quan trọng là gắn kết hơn nữa tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. 2021 sắp khép lại rồi, cũng nhiều cái vất vả, nhiều cái gian trưng trong cuộc sống, nhưng mà còn khoảng vài ngày nữa là Tết, em cũng dành hết thời gian cho gia đình, cũng cố gắng mua sắm trang trí và cũng nấu một mâm cơm sung túc, hy vọng rằng sang một năm mới sẽ sung túc hơn, ấm cúng hơn. Không chỉ hiện diện ở từng ngôi nhà mà hương xuân còn tràn ngập trên các con đường phố chợ, rõ nhất là chợ Hoa Xuân. Những người xa xứ đến Phú Quốc làm việc sẽ cảm nhận rõ ngày Tết của người dân đất đảo như thế nào. Không khí Tết trên đảo đến sớm hơn so với quê nhà. Nhiều ngày qua, thành phố trang hoàng lung linh, các loại bánh mứt, quà chưng ngày Tết bày bán khắp nơi, đủ chủng loại, đa sắc màu, càng làm cho chị Trang ấm lòng khi lần đầu tiên đón Tết trên đảo Ngọc. Cái Tết của đảo Ngọc nó rất là khác xa so với cả quê hương của tôi ngoài miền Bắc. Hiện tại bây giờ tôi đi ra đường tôi đã thấy mọi người đã chuẩn bị nô nức mua sắm rồi trang trí những cây mai, cây đào cho nhà cửa. 2021, một năm đầy khó khăn, thách thức đối với thành phố trẻ Phú Quốc khi vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự chung tay góp sức của các tổ chức chính trị xã hội cùng các doanh nghiệp, không chỉ khống chế được dịch bệnh mà còn mở rộng vòng tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách để mọi người được vui xuân, đón Tết tươm tất và vui vẻ. Từ các hoạt động hỗ trợ của các nhà đầu tư, của các mạnh thường quân, cộng với các chính sách của nhà nước để chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và đặc biệt là những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như những cái hộ yếu thế và những cái hộ mà bị Covid mà gặp khó khăn có một cái đón xuân mới nó đầm ấm hơn, nó tốt hơn. Và chúng tôi cũng quan tâm đến các đối tượng là người lao động ở những nơi khác năm nay không về ăn Tết. Đất đảo đang vào xuân, các chợ siêu thị đang tấp nập người dân mua sắm đồ Tết. Nhà nhà trên đảo cũng trang hoàng nhành mai hay nhánh đào, người lớn trẻ nhỏ diện trang phục đẹp để chụp ảnh lưu giữ sắc xuân Nhâm Dần 2022. Ai cũng hy vọng đại dịch được đẩy lùi để trở lại nhịp sống bình thường trong năm mới.